gặp. Thế tí nữa lại vào bể bơi nhé. Đây là cái Cái vết vết gì đây? mù của cháu đấy, lúc 2 tháng là cháu mù cái vết đấy. 8 người ở trong cái căn nhà này rất là chật chội các bác ạ. Đây, gia cảnh, toàn bộ gia cảnh nhà anh đây. Chào cháu nhá. Vâng. Để bố cháu đây phải không? Dạ. À, đi vào trong nhà đi. Vâng. Vào nhà đỡ nóng. Chưa nó ngủ không? Có vừa dậy. Cháu xuống. Vâng. Ai tặng quà Hùng. À, mùng 1 tháng 6 này. Xin nha. Nhá. Xin. À, thế giờ này khỏe chưa? Đỡ nhiều nhá. Đỡ nhiều rồi. Đi được rồi, cháu đi được rồi. Nó trước cũng là, vừa ở viện về. Vừa mới được 3 hôm. Ra chú xem nào. Chú xem nha. Ra ra chú xem nào. Đi viện đấy nhỉ. Đi viện thì bác sĩ bảo như nào? Sơ gan. Bị sơ gan. Lá lách thì to. Lá lách to với gan bị sơ à? Sơ. Cháo ăn cháo ăn được. Cố gắng ăn nhiều nhá, Hùng nhá. Này, cháu bây giờ. Bác chú ơi, cái gì cho Hùng như này. Cố lên. Nắm được không? Luôn áo nó phải rộng mới vừa, đúng vừa đấy. Đối hồ bác ạ, quý cháu thế. Này nó không mặc được áo nhỏ, không mặc ngữ. Thế sao phải bảo mua nó rộng rộng một chút. Thấy giờ là bác kéo áo này mới, đẹp. Mua được cả áo. Mới bác cùng cháu thế đấy. Ô đẹp thế. Đấy, thay luôn quần, thay luôn quần nhá. Đây, đúng rồi. Đi bác này đi bác đi viện bác sĩ bảo là ôi dồi lại có quần áo mới rồi. Nào cái này là cái thân mặt này. Mới chưa từ đây nha, khăn mặt của Hùng đây nha. Sáng rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ nha. Yeah. Vừa không đẹp lắm nhỉ, có cả chân nhân nữa nhỉ. Ừ. Nước mắt nhanh bóc siêu nhân ra. Đấy nước xuống nước đó, uống nước đi siêu nhân đấy. Ở cái chị bán quần áo cũng bảo là lấy cái bộ bé hơn, bởi vì là 12 cân thì nó chỉ vừa cái bộ bé hơn thôi, cứ lấy cái bộ rộng đấy vậy. Cái này là vừa quá rồi. Ôi trời ơi. Đây gì? Đây gì? Cái này thì quay. Thế cái hôm trước khi đi viện ấy thì là cháu nó biểu hiện như nào? Da của nó vàng. Vàng vàng. Sầm. Mắt cũng vàng hết rồi. Nhưng mà đi viện được gần tháng rồi. Vừa về cũng được. Thế nằm ở viện lâu không? Đi 3 đợt, trong 1 tháng đi 3 đợt. Cứ xuống 12 đến 10 hôm thì bác sĩ lại cho về 1-2 hôm xong để xem xét kiểu như theo dõi ấy. Là mình lại xuống. Cháu đợt vừa rồi này cũng đi đợt 3 là trong tháng này. Tháng này đi 3 đợt, 3 lần trong tháng này. Xuống đấy bác sĩ chỉ bảo là bị lá lách to đúng không? Lá lách to, to với sơ gan đúng không? Sơ gan xong là bị cả cái dạ dày đó. Dạ dày bị viêm loét dạ dày. Dạ dày bị viêm loét. Trong là nó có một nó có cái u gì phải? Khối u ở giữa bụng ngực của nó. To quá. U này nó đã sắp vỡ rồi. Thế người ta không mổ được hả? Không. Bác sĩ bảo là bây giờ dụng cụ nó to xong là nó cái họng của nó nhỏ không đưa dụng cụ vào được thì nguy cơ nó xảy ra thì cao. Thế về theo dõi để khi nào cháu ổn định thì mới thực hiện thắt cái u kia lại. Là cháu nó khỏe hơn so với trước khi đi viện nhiều đúng không? Gọi là nó đi lại đỡ hơn lúc
chưa đi viện. Cái bụng nó vẫn to như này phải không? Nhưng mà nó chấp to hơn, giờ nó mềm mềm to hơn, à. Giờ mềm hơn bé hơn. Bây giờ mềm hơn bé hơn rồi. Cháu uống thuốc rồi, là mua là 5 triệu thuốc. À vâng, cháu chưa hỏi về cái chi phí đi viện. Mỗi một lần đi viện thế là mình xuống viện nào? Bệnh viện Nhi phải không? Em. Thế chi phí mỗi một lần xuống như nào? Chi phí đợt vừa rồi em đi thì cũng mất là tiền thuốc của cháu thì một ngày cũng hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu một ngày. À. Chưa tính cái đấy là tiền thuốc men của cháu, còn tiền phục vụ là tiền trên nhà chỗ đi lại phục vụ của cháu thì cũng mất một ngày. Gần 2 triệu một ngày. Phải, nếu mà dứt điểm thì phải ghép gan thì mới có khả năng ghép gan đó. Sau này nó phát triển bình thường đấy, như bao nhiêu trẻ khác. Có hỏi bác sĩ xem cái chi phí ghép gan là bao nhiêu? Thì nếu mà người nhà thì nó rơi vào gần 1 tỷ. À. Còn mình không có gan thì nó cũng cái tiền đấy nó lại hơn. Gan mình phải đi mua hả? Nước ngoài thì chắc cũng gần hết. Thôi cố gắng nhỉ, mình cứ đi đến đâu cố gắng đến đây, tính, bây giờ cháu nó sau. Cũng khỏe như này rồi thì mình cố gắng thôi. Con đi trước xong là cái thấy mình lo sau, nó khỏe là mừng, nó khỏe là nó thông minh, nó minh mẫn, nó thông minh này tốt. Để chú xem cái áo này nó chít phê. Đấy, áo đẹp thế, tí nữa lại vào bể bơi nhé. Đây là cái vết đấy, gì đây? Cái vết mù của cháu đấy, lúc 2 tháng là cháu mù cái vết đấy. Ờ, 2 tháng là mù mà bị sao? Cắt túi mật đi rồi ạ. À. Ngày xưa là tiêu mật bẩm sinh ấy. À. Thế ngày xưa là chưa bị bụng to như này đâu phải không? Vâng. Ngày xưa là lúc nó 2 tháng này nó cũng hơi to một chút, bởi vì là nó đã ảnh hưởng đến gan rồi. Cái bệnh teo mật thì nó phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật thì mất tiền. Gia đình nhà mình đây là anh ở chung với ông bà hay là em ở chung nhà? Thế là nhà mình là 3 thế hệ phải không? Trong cái nhà nhỏ như này là 7 người. 8 người. 8 người, 2 đứa nhỏ với thế có những ai đã nhiều nhỉ? Em trai đi học với anh trai thì đi làm thuê. Tức là ông bà này, anh trai, em trai với em nữa, nhà ba anh em trai. Hai vợ chồng em. Ừ. Hai đứa con người. Ừ, thế vậy là 8 người. 8 người ở trong cái căn nhà gỗ nhỏ như này. Đây các bác này. Đi tham quan đây dạ. Cái nhà anh đó. Nhà bằng vách gỗ. Đây là nhà bếp này. Bếp cũng rất đơn sơ. Chỗ này là nhà tắm và nhà vệ sinh bên này. 8 người ở trong cái căn nhà này rất là chật chội các bác ạ. Đây. Gia cảnh, toàn bộ gia cảnh nhà anh đây. Ô, chú bé Hùng à. Đây đây nha, Hùng nha. Đây này Hùng chào các bác đi, Hùng chào các bác đi nào. Hùng chào các bác đi nào. Hùng chào bác nhé, tí chú đi mua kem cho Hùng nhá. Đây là cháu Hùng. Thì cái bệnh tình của cháu Hùng hiện nay tuy là đỡ đấy, nhưng mà còn để mà chữa trị thì còn rất là lâu dài. Hơn nữa thì gia đình nhà cháu thì bây giờ là 8 người sống trong một cái căn nhà rất là lụp sụp. Tất cả những tài sản, cái gì có giá trị gia đình đều phải cầm cố và bán đi để chữa bệnh cho cháu. Mọi cái sự đóng góp của các bác hãy gửi về trực tiếp số tài khoản Quân để trên màn hình. Đấy. Và Quân sẽ công khai cái danh sách những nhà hảo tâm trên Thảo Dược Net. Và sẽ có một cái video quay trực tiếp trao số tiền mà huy động được trên Thảo Dược Net để giúp đỡ cho gia đình cháu Hùng.
Mời chào các bác đi, con chào các bác nè, chào bye bye các bác nhá, con chào các bác.